Theo văn bản, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi các địa phương chậm nhất đến ngày 25 tháng 12 phải có báo cáo tổng hợp về tình hình lương thưởng Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo ghi nhận trên báo Đại đoàn kết, vẫn rất ít doanh nghiệp có báo cáo về lương thưởng. Vì vậy, tại nhiều doanh nghiệp và nhiều đơn vị công lập có thu có khả năng thưởng Tết sẽ giảm, thậm chí là có những khối ngành sẽ trắng thưởng Tết. Trước dự báo như vậy, Tổng Liên đoàn Lao động đã có chỉ đạo ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm. Mỗi đơn vị tính toán lựa chọn khoảng 10% lao động khó khăn nhất để chăm lo bằng nhiều hình thức như là tặng vé máy bay, vé tàu, tặng quà và huy động sức mạnh của cộng đồng để giúp cho người lao động gặp khó khăn. Thưa quý vị, đi làm việc ở nước ngoài qua chương trình phi lợi nhuận có chi phí tham gia thấp, người lao động có thu nhập tốt và điều kiện phúc lợi bảo đảm. Theo bài viết trên báo Nhân dân, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ giữa năm 2022 tới nay, hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đạt nhiều kết quả khả quan, mở ra hướng xóa nghèo bền vững cho các địa bàn khó khăn. Báo Lao động dẫn thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 năm qua, Trung Quốc luôn là một trong các quốc gia có lượng đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Việc nguồn vốn từ các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam cho thấy có nhiều cơ hội và dư địa để phát triển quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Tuy vậy, có thể thấy rằng mức đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam chưa xứng tầm với kim ngạch xuất khẩu của hai chiều Việt Nam-Trung Quốc khoảng 170 tỷ đô la Mỹ một năm. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nằm trong loạt bài "Để tài sản công không lãng phí, cách tiếp cận mới từ cơ chế chính sách", báo Hà Nội mới số ra ngày hôm nay đăng tải bài 1, bức tranh quản lý sử dụng công sản. Tài sản công, còn gọi là công sản, là nguồn lực quan trọng có phạm vi rộng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của mỗi quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thời gian qua, bức tranh quản lý sử dụng công sản đã có chuyển biến rõ rệt, song vẫn còn tình trạng quản lý sử dụng nhà đất chưa đúng quy định và không hiệu quả. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kéo dài chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2024. Theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, đề xuất này được cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia đánh giá cao bởi đây là giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo Bộ Tài chính, việc giữ giá bán xăng dầu không tăng quá cao thông qua việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn sẽ góp phần giảm chỉ số CPI, kiềm chế lạm phát và hạn chế được những tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Theo thông tin trên báo Tiền phong, Cục Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến để hoàn thiện quy hoạch các ga đường sắt trong đô thị để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tư vấn đề xuất giữ lại hầu hết các ga đường sắt hiện hữu. Đáng chú ý là ga Hà Nội và Sài Gòn được đề xuất làm điểm đầu cuối cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tiếp cận nội đô thay vì dừng ở ngoại ô như phương án cũ. Cùng với đó, ý kiến của chuyên gia cho rằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần đạt mục tiêu gỡ điểm nghẽn về chi phí vận tải hàng hóa đang quá cao của Việt Nam. Sau khi khảo sát giá vé máy bay của các chặng nội địa dịp Tết Nguyên đán 2024 tại các đại lý bán vé máy bay và trên website của các hãng hàng không, nhiều người đã choáng khi mức giá vượt quá khả năng chi tiền để mua. Do vậy, nhiều người lao động đang phải tính toán tìm cách để về quê sao cho tiết kiệm nhất. Theo ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ, giá vé máy bay Tết 2024 đang ở mức rất cao. Nhiều chặng bay đi một số địa phương đã bắt đầu có dấu hiệu khan vé phổ thông, chỉ còn hạng vé thương gia với giá quá cao so với nhiều người. Một số hãng bay cho biết sẽ thuê thêm tàu bay, tiếp tục tung thêm vé ra thị trường dịp Tết với giá vé đa dạng hơn nhưng khó có vé giá rẻ.